Rồi, câu 1 nào, hãy comment cả số 1 nhé. Một một gì? Một A, một B, một C hay là một D? Comment cả số 1. Ở đây thầy thiếu chấm nhọn đây rồi. Tập hợp Y bao gồm các số tự nhiên x thuộc n sao cho x bé hơn hoặc bằng 9. À, thế thì người ta hỏi là số phần tử thuộc Y. Trước tiên thì các bạn có thể viết tập hợp Y dưới dạng là liệt kê các phần tử x thuộc n và x bé bằng 9 là bao gồm 0, 1, đây là các số tự nhiên nhé, 2, 3, vân vân vân, số cuối cùng là 9, bé hơn hoặc bằng 9 thì ta sẽ lấy các số 9. Đúng không? Bây giờ tính số phần tử của tập hợp Y này, cách thứ nhất là đếm, này tập hợp Y này ít phần tử đếm được. Cách thứ hai là dùng công thức, cái số cuối là 9 trừ số đầu là 0, chia cho khoảng cách giữa hai số tự nhiên liên tiếp đó là 1. Cách hai số liên tiếp ví dụ 0 với 1 cách nhau một đơn vị, 1 với 2 cách nhau một đơn vị, vân vân. Đây là khoảng cách giữa hạ, đây là tính số phần tử. Tính số phần tử của cái tập hợp các số tự nhiên liên tiếp cách nhau một đơn vị và cộng 1. 9 trừ 0 được 9, 9 chia 1 được 9, 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy đáp án chính xác là 1D. Nhưng các em có thể đếm, đếm. Câu 2, kết quả của biểu thức này. Cái này các bạn ha. Cái này nhiều bạn biết làm lắm. Các bạn đã biết cách nhóm 16 cộng với 84. Nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai là 83 cộng 7. 16 cộng 84 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 100, chẵn 100. 83 cộng 7 là 90. Và cuối cùng 100 cộng 90 là 190. Chọn đáp án B. À, để xem comment nào. Đúng rồi, 2B tuyệt vời. 2B. Các bạn hãy comment câu 3 đi. X này được viết gọn là đây là phép nhân hai lũy thừa có cùng cơ số 3. Ta áp dụng công thức A mũ M nhân A mũ N bằng A mũ M cộng N nhân hai lũy thừa có cùng cơ số a, giữ nguyên cơ số a và cộng các số mũ m cộng n. Đây 3 mũ 4 nhân 3 mũ 5 thì giữ nguyên cơ số 3. Lấy số mũ cộng với nhau, 3 4 cộng với 5 thì được 9. À, 3 mũ 9 chọn phương án C, chính xác. Tiếp tục. Câu 4 tập hợp này có bao nhiêu phần tử, có số phần tử là bao nhiêu? Quan sát thật kỹ tập hợp M các em thấy đây là các số tự nhiên liên tiếp cách nhau đúng một đơn vị, 2, 3, 4, vân vân cho đến 11, 12. Như vậy là cách nhau đúng một đơn vị. Thế thì công thức tính thì giống như cái câu đầu tiên, lấy số cuối là 12 từ số đầu là 32 đóng ngoặc lại chia khoảng cách giữa hai số tự nhiên liên tiếp đó là một đơn vị thôi, hai cách ba một đơn vị, ba cách bốn một đơn vị, vân vân, cộng một cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng một. 12 trừ 2 thì được mấy nhỉ? 10. 10 chia 1 được 10. 10 cộng 1 nữa là ra 11 phần tử. Như vậy chọn bạn đáp án 4B. À, để xem nào. Tuyệt vời, rất nhiều bạn chọn 4B. Tuyệt vời. Câu 15. Chọn câu đúng. Câu câu A nhỏ. À, câu A. 1.000 bằng 10 mũ 2. Con này sai rồi. 1.000 cộng 10, 10 mũ 3. 3, 3 con số 10 nhân với nhau. 10 nhân 10 nhân 10 là ra 1.000 cộng 10 mũ 3. À, câu B là 102 mũ 0 bằng 0 là sai. 102 mũ 0 nó phải đau bằng mấy? 1 mới đúng. Cái này phải 10 mũ 3 mới đúng. Câu C, x mũ 1. X mà không biết số mũ thì ta quy ước là mũ 1 đúng không? X mà không biết số mũ là mũ 1. X mũ 1 nhân x mũ 5 nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. Vậy ra đáp án là x mũ 6 đúng. Không phải sai luôn. Cuối cùng, câu D. 2 mũ 7 chia 2 mũ 4 là phép chia 2 lũy thừa cùng cơ số 2. Ta áp dụng công thức A mũ M chia A mũ N. A khác không nhé. M lớn bằng N ta có A mũ M trừ N.
giữ nguyên cơ số A và lấy số mũ trừ cho nhau, m trừ n. Như vậy thì 2 mũ 7 trừ 4 được 3. Để chính xác 5D. 5D nha. Tiếp tục ta sang câu 6. Cho tập hợp A bao gồm các số tự nhiên x thuộc n. Nhiên x sao cho x lớn hơn bằng 0 và x bé hơn bằng 4. Thì bài yêu cầu tìm câu sai. Sai. Lớn bằng 0 và bé bằng 4 thì chúng ta sẽ lấy tập hợp A sẽ bao gồm các số là 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, tập A, C đúng. C đúng. Câu B cũng đúng luôn, sắp xếp lại thôi, đổi thứ tự thôi. 0, 1, 2, 4, 3. Câu D cũng đúng luôn. 4, 2 trước lại 0, 1, 3, sắp xếp lộn xộn thôi đúng không? Nhưng mà các phần tử vẫn như vậy. Chỉ có riêng câu A là câu sai. Để bạn tìm câu sai nhé. Kiểu mà số 0 đúng không? Câu số 7. Với A bằng 4 và B bằng 5 thì A bình nhân B bằng bao nhiêu? Có bạn có nhắn tin hỏi thầy là cái này, này A bình B này này. Không có cái dấu chấm ở giữa, có phải nhân không thầy? Chính xác, quy ước các cái chữ chữ cái đứng gần nhau thì không có dấu nhân ở giữa thì ta hiểu đó là phải có nhân. A bình B tức là A bình nhân B đấy, thay số đo vào là 4 bình, A là 4 thì 4 bình nhân với B là nhân 5, thay số A bằng 4 và thay số B bằng 5 vào, 4 bình phương là ra 16, 16 nhân với 5 là ra 80. Như vậy chọn đáp án B. Để coi comment này. Rồi. Bao nhiêu bạn chọn 8B là sao? Không thấy comment gì cả. Còn 7B nào, 7B chứ. Rồi. Tiếp tục ta sang câu 8 tập hợp E x cho n là cho x nhân 0 bằng 2. Các bạn hãy suy nghĩ cho thầy có số nào nhân với 0 bằng 2 không? Số nào mà nhân với 0 bằng 2 không? Rõ ràng là tất cả mọi số mà nhân với 0, tất cả mọi số tự nhiên nhân với 0 ấy, thì kết quả đều bằng 0 hết. Không có. Thì là vô lý. Vậy thì rõ ràng tập hợp E là không có phần tử nào mà là chính xác. Ở mấy anh chị khóa trước đó, thì chúng ta sẽ ký hiệu cái tập hợp đó, thế thầy giới thiệu các bạn biết thêm nữa nhé. Cái tập hợp rỗng, tập hợp E là bằng tập hợp rỗng, đó là cái tập hợp mà không có phần tử nào. Nhưng mà bây giờ các em chưa không không học, bây giờ cái học sinh của tỉnh Bình Dương là chọn cái bộ sách cánh diều á, trong bộ sách cánh diều là không có cái trong sách nó không giới thiệu tập hợp rỗng này, năm lớp 6 là không giới thiệu, chắc để dành cho các năm học tới có giới thiệu đấy. Bạn nào nói không nghe được
Em không nghe được. Tuấn Dũng kiểm tra lại mic bên tai nghe đi. Tuấn Quốc Tuấn nói là em biết rồi thầy là sao? Rồi. Thế Tuấn Dũng không nghe được. Nghe được thì kiểm tra lại mic bên tai nghe đi chứ. Những bạn khác nghe được không? Những bạn khác nếu mà nghe được giọng thầy nói thì hãy comment cho thầy. Số 1. Ai nghe được giọng thầy nói hay comment số 1 đi. Rồi tuyệt vời các bạn. Tiếp tục ta sang bài tập 9 nhé. Câu 9. Các bạn hãy quan sát. Ở bài tập 9 là trong biểu thức là có chứa phép tính lũy thừa này, có 6 mũ 2 với 5 mũ 2 là lũy thừa đấy. Có phép tính nhân chia này, có phép tính cộng này. Như vậy thứ tự ưu tiên thực hiện phép tính là tao sẽ ưu tiên lũy thừa trước, để nhân chia và cuối cùng là tới thực hiện phép cộng. Đây chúng ta tính 6 mũ 2 được bao nhiêu? 36. Chia 4 nhân 3 ta để đó. Cộng có 2 thì nó 5 mũ 2 ta đổi ra bao nhiêu? 5 mũ 2 là 5 nhân 5 được 25. 5 mũ 2 là 6 nhân 6 là 36 đấy nhá. Tiếp tục 36 ta thực hiện tiếp. Nhân chia nhá. Đây cái 36 chia 4 nhân 3 thì kết quả có phải 36 chia 4 được 9. Nhân 3 để đó. Còn ở đây 2 nhân 25 mình tính tính luôn này, 2 nhân 25 được 50 này. Nhân 3 là 27. Cộng 50. Vậy đáp án ở đây là 77. Chọn phương án A. 9A. Các bạn hãy comment đáp án đi nhé. Comment cả số 9 vào nhé. Câu số 10. Nhanh chóng comment câu 10 cho thầy này. Nhanh chóng comment câu 10 này. Tìm số tự nhiên x biết 15 cộng 5 nhân x bằng 40. Vậy thì có bạn nào lấy 15 cộng 5 trước là sai nhé. Đầu tiên phép cộng trước là sai nhé. Ta ưu tiên thức phép nhân trước là 5 nhân x trước. Nhưng mà 5 nhân x thì đâu biết kết quả bao nhiêu đâu. Vấn đề nguyên như thế. Chúng ta sẽ 5x. 5x là số hàng chưa biết. Mình cái cũng coi như là x lớn này. Số hàng chưa biết. Mình tìm số hàng chưa biết. Ta lấy tổng là 40. Trừ số hàng đã biết là 15. Không? Như vậy 5 nhân x 40 trừ 15 được bao nhiêu? 40 trừ 15 được 25 đúng không? Như vậy x sẽ bằng bao nhiêu? 25 chia 5 5. Như vậy đáp án bài này là bằng 5. Chọn phương án D. Câu 10D. Đúng rồi, nhiều bạn comment 10D. Tuyệt vời. Tiếp, comment câu số 11. Viết tập hợp H các chữ số của số 2, 4, 6, 8, 6. Câu nào? Comment câu 11 chọn D hả? Đúng rồi, 2, 4, 6, 8. Chính xác. Có bạn chọn câu C là sai nhé. Câu C các bạn thấy số 6 xuất hiện 2 lần. Mỗi phần tử chỉ được xuất hiện một lần thôi. Mỗi phần tử xuất hiện một lần thôi. Ở đây ở câu C là số 6 xuất hiện 2 lần rồi. Dư ra rồi, sai rồi. Số 6 đã có rồi thì viết một lần thôi. Không viết lại. Tiếp tục câu 12. X các không nghĩa x mũ 6 chia x mũ 2 bằng x mũ 6. X mũ 6 trừ 2 thôi. Là bằng x mũ 4. À. Như vậy câu 12. Câu 12. Ô, anh Tú chọn 12D hả? Anh Tú làm sao được 12D ta? Các bạn hãy nhìn cho kỹ đây bạn anh Tú. Đây là phép toán chia không phải phép toán nhân. X mũ 6 chia x mũ 2 chứ không phải nhân. Nếu mà x mũ 6 nhân x mũ 2 thì bằng x mũ 6 cộng 2. X mũ 8. Ở đây là x mũ 6 chia x mũ 2. Phải phép chia hai lũy thừa cùng cơ số x. Giữ nguyên cơ số x và lấy số mũ 6 trừ 2 được 4.
Tiếp tục. Câu số 13. Số La Mã XIV có giá trị là bao nhiêu? X là 10, IV là 4. Và như vậy ghép lại ra 14. Không. Đúng không? C. 13C đúng rồi. 13C chính xác. Câu này, câu này thì dễ rồi. Tập hợp M thì đếm luôn đi. Không cần nhiều. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần tử. Này thì đếm luôn đi. Không cần tính công thức làm gì đúng không? Ít quá. Câu 15. Tập hợp A các số tự nhiên x không vượt quá 5 được viết là. Không vượt quá 5. Không vượt quá 5 là các số nào? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Đó là tập hợp những các số tự nhiên không vượt quá 5. Bản thân số 5 cũng không vượt quá 5 nhé. Bản thân số 5 đâu có vượt quá 5 đâu. Số 5 là bằng 5 chứ đâu có vượt quá 5 đâu. Câu này ở đâu? Câu này câu D mới đúng nha. Không phải là câu C. Để tôi có để nhờ cô soạn đề để cô tích nhầm đề. Câu 16. Cho tập hợp M có 4 phần tử đó là A 5 B 7. Cho tập hợp M có 4 phần tử này. Câu hỏi của đề bài á. Câu nào đúng? Để câu sai đây. Cái này là chọn câu đúng. Ghi thiếu chứ chọn câu đúng. Thế thì câu A, phần tử 5 thuộc tập hợp M, câu này chính xác. Câu này đúng. 16A là chính xác. Tại sao câu 16B là sai? Phần tử 0 thuộc hợp M, rõ ràng vô lý. Tập hợp M có 4 phần tử là 0, 5B và 7. Không có phần tử 0, B sai. Câu C, phần tử 7 không thuộc tập hợp M. Cái dấu này là dấu thuộc, sau đó cái chéo đi là dấu không thuộc. Vô lý luôn. Rõ ràng phần tử 7 có thuộc tập hợp M. Câu C tôi nói là không thuộc là sai rồi. Câu D, phần tử A không thuộc tập hợp M cũng là sai luôn. Rõ ràng phần tử A có thuộc tập hợp M. Như vậy chỉ có câu A đúng. Câu số 17. Câu số 17 thực ra các bạn cũng có thể đếm được số phần tử. Đây là dãy các số tự nhiên liên tiếp cũng cách nhau đúng một đơn vị. Ở lại số cuối là 2011. Rồi số đầu là 1998. Chia cho khoảng cách giữa hai số tự nhiên liên tiếp là đây là chia 1 và cộng 1. 2011 trừ đi 1998. Là được bao nhiêu? Mười ba đúng không? 13 phần tử. 2011 trừ 1998. 13 chia 1 cộng 1. 13 chia 1 thì bằng 13. 13 cộng 1 là bằng 14. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là câu 17 chọn đi. Rồi các bạn chọn D. Tập trung chọn, tập trung viết comment mới đáp án thôi nha. Câu 18. Người ta thường đặt tên tập hợp bằng câu A, các chữ cái in thường. Câu B, các chữ cái in hoa. Câu C là các chữ số. Số. Câu D là chữ số La Mã. Rồi, câu 11 chọn B. Tên của tập hợp là dùng chữ cái in hoa. Không dùng chữ cái thường. Câu 19. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.
Comment câu 19 coi nào. Câu 19. Rồi, 19 C hả? Nhiều bạn chọn 19 C. C. Có trường phái khác không? Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Đọc kỹ đề nhé. Số tự nhiên này là phải nhỏ nhất này. Thứ hai là có ba chữ số này. Tiếp theo là các chữ số phải khác nhau. Số đầu tiên bắt buộc phải số 1. Số tự nhiên muốn nhỏ nhất có ba chữ số thì số đầu tiên là 1. Số tiếp theo thì ta nên chọn số 0 để cho nó nhỏ nhất. Số tiếp theo thì không thể chọn số 1 và số 0 nữa. Tại vì nếu chọn là lặp lại rồi. Nếu chọn là các số sẽ không khác nhau. Bắt buộc phải chuyển sang số nhỏ kế tiếp đó là số 2. Như vậy câu đáp án chính xác là câu C. Chúng ta không thể chọn lại số 0 với số 1 được. Như vậy các số sẽ không khác nhau trong thỏa đề bài. Câu 20 nào. Câu cuối cùng. 20 nào. 20 lũy thừa để nhân chia và cộng trừ đúng không? Đó. Như vậy chúng ta thực hiện C. Rồi. Thừa để nhân chia cộng trừ. Đây là bảng đáp án mà thầy soạn ra. Đáp án. Năm sai máy 15 C rồi cuối cùng bị lộn câu này. Ha. Như vậy là chúng ta đã sửa xong phần bài tập về nhà. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung bài học.